Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi các tin tức mới nhất trong tỉnh Đồng Nai mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Huyện ủy Long Thành vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý 1 2023. Trong 3 tháng đầu năm nay, ban tuyên giáo và các ngành khối khoa giáo huyện Long Thành đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực khoa giáo, đặc biệt là công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, công tác chuyển đổi số, công tác thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Quý 2 năm 2023, huyện tập trung tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước, duy trì và triển khai có hiệu quả các lĩnh vực giáo dục, y tế, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của người dân trên địa bàn huyện. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023. Theo đánh giá, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã thị trấn đã triển khai chặt chẽ từng khâu, từng bước đúng theo trình tự và quy định cho công tác tuyển chọn, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ. Nên năm 2023, Xuân Lộc tổ chức giao đủ 298 thanh niên, trong đó có 28 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Dịp này, 32 tập thể, 39 cá nhân và 15 gia đình đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2023 đã được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen. Huyện Vĩnh Cửu cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2023. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ các địa phương trong huyện đã được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, công khai đúng luật và đạt kết quả tốt. Các xã thị trấn đảm bảo số lượng công dân nhập ngũ, công tác tổ chức giao quân nhanh gọn, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao cho các đơn vị quân đội và công an. Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, huyện đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình có thanh niên nhập ngũ với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023. Ban chỉ đạo diễn tập trường sĩ quan quân 2 vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật cho học viên khóa 71 Đại học Quân sự Chỉ huy Tham mưu Lục quân và nhiệm vụ huấn luyện xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật quý 1 năm 2023. Diễn tập là một nội dung quan trọng nhằm rèn luyện cho học viên phương pháp chỉ huy, xử lý tình huống và kỹ năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến đấu. Trong quý 1 2023, trường sĩ quan lục quân 2 đã quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo và huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tổ chức lễ ra quân, huấn luyện đúng quy định. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú vừa có cuộc họp về tình hình xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện. Theo thống kê, số lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện được thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý chất thải giai đoạn 2010-2020 là từ 35 đến 50 tấn một ngày, thời gian cao điểm là 55 tấn một ngày. Khó khăn của huyện hiện tại là khối lượng rác chưa được thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý. Người dân tự xử lý tại nhà còn lớn, khoảng trên 20 tấn một ngày. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú yêu cầu các xã thị trấn ra soát, quy hoạch điểm trung chuyển, đảm bảo quy định tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, xây dựng điểm thu gom chất thải nguy hại, cũng như đề xuất đơn giá thu gom rác phù hợp với các hộ gia đình. Bản tin cập nhật xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.